Chiều nay, tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt trò chuyện với các đại biểu người có công nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước nói chung, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng xúc động khi biết nhiều bác, anh chị cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ đã nỗ lực vượt qua đau thương, mất mát, chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu đi đầu trong công tác, lao động, học tập, năng động sáng tạo, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước. Thủ tướng khẳng định, các bác, các anh, các chị không chỉ là những anh hùng trong chiến đấu, mà còn là những chiến sĩ tiên phong trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thật sự là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo. Tới đây, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với người có công, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trên địa bàn, với tinh thần không có người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp, tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình người có công với cách mạng. Tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế chính sách, cái thể chế cho người có công với cách mạng, cho gia đình thương binh, liệt sĩ, nó phù hợp với cái tình hình của đất nước chúng ta, nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Và song song với cái cơ chế chính sách đó là khuyến khích, là động viên những người có điều kiện để tiếp tục làm cái công tác an sinh xã hội, trong đó có cái việc làm cái chính sách đối với lại người có công, gia đình thương binh liệt sĩ và những người thương binh đang còn phải điều trị sau những cái cuộc chiến tranh ác liệt của chúng ta. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng nhấn mạnh, tức là rất mong muốn những đồng chí thương binh, bệnh binh, như bác Hồ nói, tàn nhưng mà không phế, tiếp tục đóng góp sức lực, công sức của mình với cái khả năng của mình cao nhất để tuyên truyền, vận động, rồi phát huy cái tinh thần anh hùng của dân tộc chúng ta, tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Thủ tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là những tấm gương sáng, tích cực, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngược dòng lịch sử, thời điểm năm 1946-1947, giữa bộn bề công việc và bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang cam go, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quyết định nhiều chủ trương chính sách quan trọng về công tác đền ơn đáp nghĩa. Bác đã đề nghị chính phủ chọn một ngày trong năm là ngày thương binh để đồng bào có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa với thương binh, thực hiện chỉ thị của người. Hội nghị gồm đại biểu các cơ quan trung ương và một số địa phương đã họp và thống nhất chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ sự biết ơn của dân tộc đối với những người con ưu tú, hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đồng chí nguyện tiếp tục phát huy truyền thống bất khuất, kiên trung của thế hệ cha anh đi trước, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, chủ quyền của Tổ quốc. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương, kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đại đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết thống nhất, trên dưới đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn,
quyết đem sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ viếng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Nguyện hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên trì con đường mà Người đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong 77 năm qua, rất nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam.